Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ năm 21 tháng 3 2024, chúng tôi đang có mặt tại buổi chiếu ra mắt phim A Fragile Flower, Đóa Hoa Mong Manh, được chiếu tại rạp AMC 30, thành phố Orange, Nam California. Tôi xin giới thiệu chị Jacqueline Thu Thảo, là nhà sản xuất và diễn viên Đức Tiến trong buổi ra mắt phim Đóa Hoa Mong Manh. Và ngày hôm nay thì phải nói rằng là với hơn một năm Thu Thảo đã dấn thân vô làm nhà sản xuất, diễn viên, một cái vai nhỏ trong đây là bác sĩ chuyên ngành. Thì phải nói rằng là đây là một cái sự nỗ lực của nguyên một đoàn ekip của chúng tôi. Nhưng mà nói đến từng nhân vật để mà có thể cố gắng nỗ lực làm hoàn thành bộ phim này là ba chị em chúng tôi. Đó là tác giả kịch bản ca sĩ Nhật Hà cùng với lại đạo diễn Kim, nhà sản xuất Mai Thu Huyền. Và Thu Thảo là nhà sản xuất và giám đốc sản xuất của bộ phim A Fragile Flower. Dạ. Thưa chị, từ một dược sĩ sản xuất mỹ phẩm, dược thảo, cơ duyên nào mà chị là sản xuất phim? Dạ, phải nói rằng là lúc đầu Thu Thảo chỉ nghĩ rằng là mình cố gắng mang được một chút xíu gì văn hóa của người Việt Nam của mình đến cho toàn thế giới, với cái vai trò là một nhà đầu tư thôi. Nhưng mà sau đó vì làm phim ở Mỹ rất là thiếu thốn và khó khăn, do đó Thu Thảo mới cảm thấy rằng là mình phải cần săn tay áo lên để mà cố gắng đồng hành cùng với lại tất cả các đoàn phim ekip. Và phải nói rằng là tất cả mỗi một ekip, diễn viên và luôn cả crew trong đây đó quý vị, họ Kim không những là một vai trò mà tới 2-3 vai trò trong cái lúc mà để quay hoàn thành bộ phim này. Và cho tới giờ này thì để mà được một bộ phim đầu tiên hoàn thành ở Mỹ 100%, và do tất cả các người Việt doanh nhân hải ngoại đã cùng chung tay góp sức để mà đóng góp vào trong bộ phim này. Do đó tới thời điểm này thì là chúng tôi được phát hành 3 quốc gia. Đây là một bộ phim đầu tiên để mà có thể đi được nước Ấn Độ, và chúng tôi phát hành ở Mỹ trước, rồi sau đó Việt Nam, rồi sau đó là Ấn Độ. Và còn những nước khác là đang liên lạc với chúng tôi để mà tiếp tục phát hành. Đức Tiến tham gia một vai diễn trong bộ phim này. Và đây là bộ phim 100% làm tại Mỹ, với hơn 15 ca khúc nhạc Việt Nam. Và quý vị sẽ rất yêu mến những bài hát này. Và đây cũng chính là một bộ phim mà phải nói là niềm tự hào của người Việt ở tại Mỹ nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung. Một bộ phim rất hợp với tất cả chúng ta, những người Việt yêu âm nhạc, yêu văn hóa, yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp. Và trong đó quý vị sẽ tìm thấy được những câu chuyện tình rất lãng mạn, rất ý nghĩa và hợp với gia đình của mình. Trong bộ phim này thì từ đạo diễn, nhà sản xuất cho đến nhà viết kịch bản và các diễn viên đều cùng chung một suy nghĩ, chung một tâm huyết, đó là làm sao để mang câu chuyện giá trị gia đình đến với từng gia đình người Việt Nam ở tại Mỹ và cũng như là người Việt tại hải ngoại. Và mong rằng là quý vị ơi, đây là bộ phim mà rất nhiều các nhà đầu tư, những người ủng hộ chúng tôi để làm được bộ phim này. Nếu quý vị không ủng hộ bộ phim này thì không biết bao giờ mới có được bộ phim thứ hai tương tự giống như Đóa Hoa Mong Manh. Vâng, rất là quý. Là thế hệ trẻ bây giờ là mạnh mẽ quá, nhất là phía phụ nữ, thành ra tôi rất là mừng, thành ra cũng rất là quý các bạn là đã vượt qua được tất cả những khó khăn đó để mà thực hiện được cuốn phim. Vâng, tại vì làm một cuốn phim thì cũng mệt mỏi lắm. Vâng, mệt mỏi lắm. Thứ nhất là có người tài trợ, đó là cái điều quan trọng, rồi là có tài trợ thì phải có nhân tài. Thế thành ra nếu mà tất cả những cái đó họ ngồi lại được với nhau thì đó là cái điều quý vô cùng. Thì thưa anh, rất là excited để xem cuốn phim này. Họ nói về cái tiểu sử của một cô ca sĩ ở tại hải ngoại này, và đó là cái cảm hứng để mà cho Nhật Hà viết được cái cuốn phim này. Thế thì anh em tụ lại với nhau để làm công việc này. Và cái đặc biệt hơn hết đó, thưa anh cũng như quý vị khán giả, nghe nói rằng là cuốn phim này quay hoàn toàn 100% ở Mỹ này, thành ra cũng thấy hy vọng rằng là đây cũng là một trong những cái bước tiến bắt đầu cho những cái phong trào để cho anh em sau có thể làm việc tốt đẹp hơn về cái ngành phim này, thưa anh. Hy vọng rằng là tất cả cả nhà đi ra rạp xem phim, tại vì quý vị không ra rạp xem phim tuần đầu thì sẽ không được chiếu tiếp tục tuần thứ hai, tuần thứ ba. Và một điều đặc biệt là nếu tuần đầu được sold out hoặc là được kín hết thì chúng tôi sẽ được có cơ hội submit vô
là Oscar, được Oscar. Do đó quý vị hãy ra ủng hộ và đi xem phim của tuần đầu, có nghĩa là 28, 29, 30 và 31 nha quý vị. Và trên website của phim là www.afragileflower.com thì quý vị có thể tìm hiểu được những thông tin về phim, coi trailer, coi teaser và những cái rạp nào ở gần nhà của quý vị hoặc là bạn bè của quý vị. Xin cảm ơn. Anh muốn nói chuyện với cô ca sĩ mới. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này. Lạ lắm. Giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng một ai khác. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng. Quang, cô gái này là ai vậy? Cô ấy tên là Thảo. Cho ta lâu nhiều. Làm được phim ca nhạc em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần đổi, tôi sẵn sàng nghe đấy. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em mong được sống bên chị. Tôi còn tiếp tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc thu nhận là được cái gì? Tất cả những gì đã xảy ra chưa đủ hay sao? Đừng bao giờ tới đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối. Ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng. Cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng đi. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương.